Đây rồi nha. Ơi anh Phong ở Hưng Yên này. Xuất súp hoặc là âm ly hoặc là tai nghe hay gì, một thêm một đôi loa ngoài nữa đều được. Nói chung là các cái thiết bị ngoại vi là đầy đủ rồi. Công tắc nguồn đây. Cắm điện 220V qua đổi nguồn hoặc là điện ắc quy. Một con chép mạc đây bên trên này. Còn cặp loa này là cặp loa VIP. Đặt hàng riêng, yêu cầu riêng. À, nhận hàng thì cứ bật máy lên, cắm điện bật máy thôi. À, bên trong này, trong này đang có cái đĩa test đây. Đấy, bác xin thêm xin cái đĩa thì thôi kỷ niệm cho bác cái đĩa này nhá. Đấy, cứ bỏ đĩa vào thôi, em cho đĩa nằm trong này luôn. Đây. À, radio, ấn chữ radio. Đây. Hơn gấp 2 lần, diệt tận 7 loại côn trùng gây hại Có với khách thể nhớ khi bị cảnh các sát kênh đối với bắt. Đúng V6 là là không bao khi giờ đã mất mở nhớ, ra cho cô nên là đảm bảo an các toàn cụ cho cả chơi gia đình radio với rất là giấy thích. cấp phép lưu hành. Dừng ngay Đấy. thôi, đọc Tiền thể clip. Đây rồi, đây à, rồi, bạn Bluetooth tôi này, đã đến Bluetooth thì rồi. ấn chữ phone nha. Review Ấn chữ đây là phone này một có trong cái một pe trong này những này. hot nhất Có cái pe này, ấn pe là nó ra pin code 1234. Thì khi ra pin code 1234 thì bác lấy điện thoại của bác bật Bluetooth điện thoại lên rồi tìm kiếm cái tên. Tìm kiếm cái tên của cái tên tìm kiếm cái tên VV kép radio này, tức là Volkswagen radio ấy. Đấy, nó kết nối với nó, trên màn hình nó sẽ hỏi Z đồng ý. Ưu tiên cho bác một con mới cứng chưa bọc ni lông nha. Đấy. Rồi, tiền thể thì anh em nào có nhu cầu USB thì cứ 450 ngàn một cái USB này thôi. Thì anh em nghe cả năm luôn, đỡ phải sắm. Đây. 450 nghìn. Bán là bán cái giá trị nhạc trong này. Giá trị sưu tầm 15 năm chơi nhạc. Thâu băng cho khách là anh em thợ toàn mua những cái USB này về chỉ bố vị biên tập sẵn rồi đây này. Biên tập sẵn rồi nhá. Biên tập sẵn này. Cắm vào là máy nó hiểu là à ông này cắm USB vào nó đọc luôn chứ không cần phải chuyển đổi chế độ gì cả. Đấy. Cả nước. Chào mừng anh em đã tới với kênh của Sơn Loa Audio, địa chỉ tại tòa Đây, nhà bát chép chung chỉ HHTC ấn một là một chạm menu Hà Nội. Đến với bát kênh Sơn chung Loa chép Audio, đây anh em được chia sẻ đây nhiều đồ chơi về đầu CD ô tô, loa à, còn chung dãy, này âm ly đèn và các thùng bát loa bình này dân đến cao cấp. Hãy liên hệ à, hotline CD, 0988 SD, USB, 434 AUX, Bluetooth 435 đầy để đủ. được gặp trực tiếp Sơn Loa. À, cho anh chị em xem luôn cái thư mục thứ nhất là thư mục băng cối. Trong băng cối có chữ lít này rất nhiều. Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, CD, Giáng Xưa, Hoàng Oanh, Thanh Thủy, Khánh Mộc San rồi nhiều lắm. Quá nhiều. Nghe tiếng bạn nhá. Ghi nhé em chuyện vui ban đầu. Đừng để tình ta phai tan mau. Lời nguyện xin khắc sâu. Quá hay luôn, chỉ 450 ngàn. 450 ngàn là có một cái USB này. Còn nếu anh em nào khách VIP thì bê luôn con V6 full loa này. Còn V6 anh em có loa ngoài rồi thì anh em có thể lấy con V6 không loa. Đấy. Đánh bát 30 Pioneer CS88 vô tư. Ok, bàn giao cho anh Duy Phong ở
Yên Mỹ, Hưng Yên, Hà Nội. Đừng nói xa nhau. Ở Yên Mỹ, Hưng Yên chứ. Cũng giáp Hà Nội rồi.